Hello, chào mừng tất cả các anh em đã đến với kênh Hưng Thịnh Nội Địa Úc nhé. Hôm nay tôi lên cái video giới thiệu một số máy cho tất cả các anh em. Hôm nay tôi cũng có lại tiếp tục gọi là sale tặng quà nha, tức là mua máy tặng quà, tức là tặng iPod với lại cái này là sạc dự phòng em nhé. Đấy, anh em mua một cái máy là trị giá 1.000.000 đồng thì tôi sẽ tặng cho một cái tai nghe này em nhá. Đấy, cái tai nghe đây này em này. Đấy, tai nghe iPod nhá. Đấy, iPod dòng này nhá, nghe rất là hay em nhá. Đấy, nói chung là anh em được, bởi vì cái hàng này là tôi nhập về là nó bị tôi nhập về mà ra nhập về nhưng mà ra là không được. Đấy, cái giá thành nó hơi cao. Đấy, lúc tôi nhập về ban đầu rất là cao nên tôi để nó hơi lâu rồi, nên là gửi tới có anh em ấy, treo cho anh em ấy, gửi tới tức là khuyến mãi cho anh em đấy. Mà nó có anh em nào bục máy bị lỗi thì cứ nói nhá. Đấy, bởi vì nên là tôi tặng cho anh em thôi. Đấy, chứ chẳng bán gì. Còn anh em nào có không mua hàng, không mua máy thì muốn mua thì tôi sẽ bán cho, giá nó cũng anh em cần thì tôi bán cho thôi, giá nó không có gì là cao mấy. Bởi vì tôi nhập cái này lúc đấy giá thành nó cao quá, bây giờ bán ra không được thì tôi gọi là bán để gọi là tặng quà cho anh em thôi. Còn anh em là mua cái nào một dưới 1.000.000 đổ lại thì tôi tặng cho anh em một cái sạc dự phòng. Đấy, tôi để Nhật nha anh em nhé. Đấy, cái này dung lượng của tôi 10.000 ampe nhá, rất là ấy nhá, anh em cứ thoải mái mà sạc đi đâu mà có cái này, cục này thì nó rất là ok nhá. Và đây tôi một cái, bên này tôi xeo cái dòng dao này này. Trước cái dao này là tôi ra là 300.000 một cái, nhưng hôm nay giờ tôi treo xuống là 350.000 là một cặp luôn nhá. Dao này ok, đảm bảo cực bén nha, dao Saban nha, cực bén luôn anh em này. Đấy, lưỡi của nó cực bén và dày, con này nặng đúng 1 kg nha anh em nhá. Đấy, đúng 1 kg luôn anh em, vì cái sống dao nó cực dày luôn. Đấy, thép nhá, thép trắng nha anh em nhá, cực kỳ bén luôn. Đấy, rất là bén luôn anh em này, bén lắm nhá. Đấy, cái này là chặt thì gà chặt xương thì đảm bảo rất ok. Đấy, anh em nào quan tâm thì cứ nhắn tin cho Dương với tôi nhá. Số hai số điện thoại đều tất cả đều có Zalo ở trong nha anh em nhá. 350k. Đấy, một cặp như này là giá tôi đã bao ship cho anh em rồi nhá. Đấy, anh em đầu đấy là đang sale với cái mặt hàng này, với lại cái dòng kéo này. Cũng này kéo này, kéo cực bén luôn anh em nhá. Đấy, bấm gọi là cái quả Japan này, nội địa Nhật anh em nhá. Đấy, cái này nó bén lắm, cực kỳ bén đây. Anh em nào quan tâm cái kéo này thì cứ nhắn tin cho tôi nhé, tôi để cho anh em giá cái này là 220 nhá một cái, rồi bao ship tận nhà cho anh em nhá, bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, kéo bông cành này. Đấy, bén lắm, rất là bén anh em nhá. Đấy, trước tôi bán là 250, hôm nay thì giảm xuống cho hai anh em 220. Đấy, ship nhà cho anh em nhá. Đấy, anh em quan tâm thì nhắn tin giúp tôi nhá. Rồi tiếp theo thì cũng một số hàng như máy cắt cỏ pin, rồi máy khoan đục bê tông. Đấy, rồi máy khoan điện, máy mài, nói chung là vân vân nhiều hàng, máy hút bụi pin. Rồi máy mài, máy khoan bê khoan đục, rồi máy mài lớn, nói chung là cũng rất nhiều, bơm chì anh em nhá, máy phát điện, rất là nhiều mặt hàng cho anh em lựa chọn anh em nhá. Đấy, thì anh em nào quan tâm những cái máy nào thì tôi sẽ tí nữa tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em, để anh em sẽ vào coi, rồi là chốt được thì anh em cứ nhắn tin chụp màn hình gửi tới cho bên tôi nhá. Số điện thoại đều Zalo cả, có anh em không vào được Zalo thì anh em có thể cứ nhắn tin hoặc gọi trực điện trực tiếp nhá anh em nhá. Rồi giờ hôm nay tôi đi vào chi tiết từng cái món ở đây cho anh em coi. Thì trước tiên thì cái dao và cái kéo bông cành tôi đã nói giá cho anh em rồi. Còn cái con đục phun bò này đi. Đấy, cái con đục phun bò dòng đục 30D anh em nhá. Đấy, nó có đầy đủ cho anh em. Tức là từ cái có hai mũi kèm theo này. Đấy, công suất của con này nó 1850W nha anh em nhá. Đấy, tình trạng máy thì nó đấy chỉ còn là 90% anh em nhá, tình trạng nó chỉ còn là 90% thôi, nó không được trên 90 đâu.
thì máy tất cả còn zin ok nhá, hoạt động bình thường nha anh em nhá, rất là khỏe. Đấy, dòng này vừa gọn vừa đục khỏe luôn. Thì anh em nào quan tâm cái con này thì tôi để cho anh em giá hôm nay để cho anh em 2.900.000 nhé, là bao ship tận nhà cho anh em nhé. Tất cả những cái dòng máy ở nội địa ở đây thì tôi sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng, còn cái máy mà nào mà của hãng thì đã có hãng bảo hành cho anh em nhá. Thì anh em nào quan tâm thì con đục phun bò thì nhắn tin chúng tôi, rồi tiếp tục sẽ sang cái con khoan khoan Ryobi, khoan điện Ryobi. Con này công suất của nó là Kyocera Ryobi thì anh em nha, nó công suất nó 750W anh em nha. Đấy, con này là có đảo chiều, có điều tốc nhá. Đấy, đầu kẹp măng ranh. Đấy, kẹp 13 măng ranh anh em nhá. Đấy, tất cả của nó những cái phụ kiện kèm theo nó rất là nhiều, những cái đầu vít, đầu đấy, đầu mũi khoan. Đấy, đầu khoan là loại này là rất là tốt nha anh em nhá, cực kỳ tốt nhá. Loại mũi tốt chứ không phải nó mũi gì đấy nhá. Đấy, cực bén luôn. Đấy, nó có từ những cái mũi này này. Đấy, cái này là khoan của cái chậu rửa hay là đều có này anh em, thấy mũi khoan nhỏ này anh em. Đấy, nó có rất là đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, chi tiết của nó rất là nhiều. Đấy, đây này. Cái mũi khoan này, mũi vít này. Đấy, từ cái hoa thị này, đấy, hoa thị lớn, hoa thị nhỏ này. Tức là nó là đa dụng anh em nhá. Nó rất nhiều, tức là xài cái riêng cái con máy khoan này thì là nó làm rất là nhiều việc anh em nhá. Đấy, nó rất nhiều là dùng được ok cho mình luôn. Thì giá con này nó rớt vào 1.500.000. Con này nhá, tư báo ship tận nhà cho anh em. Đấy, tặng cho anh em một cái tai nghe anh em nhá. Đấy, tặng kèm tai nghe. Đấy, và tiếp tục sang cái con khoan của Makita. Con này thì công suất của nó chỉ có con Makita công suất có 500W thôi anh em nhá. Đấy, con này thì không có điều tốc, chỉ có đảo chiều thôi. Cũng đầu kẹp 13, đầu kẹp măng ranh đầu 13. Và nó có kèm theo những búa này, kìm này. Đấy, búa và kìm này. Và có cái thước 3 mét nhá. Đấy, và những cái đầu. Đấy, những cái đầu khoan, mũi khoan sắt con gỗ này. Đấy. Đấy, khoan sắt con gỗ đầy đủ này. Có đầu mở ốc từ cái đầu mở ốc của nó từ 8 ly, 4 ly, 8 ly. Đấy, 10 ly, 13, 2, 13 ly anh em nhé. Đều có hết nhá, đầy đủ cho anh em. Có cả cái vít luôn. Đấy, đầy đủ nhá. Con này thì giá để cho anh em nó chỉ có 1.200.000 thôi nhá. Đấy, 1.200.000 cái con máy khoan của Makita này. Anh em nó quan tâm thì cứ nhắn tin giúp tôi anh em nhá. Anh em quan tâm những con máy nào thì nhắn tin giúp tôi. Rồi tiếp tục sang cái máy khoan. Con này là con Ryobi và con Ojito anh em nhá. Đấy. Con Ryobi thì nó cũng lại có cái đầu tốc này. Đấy, cũng có đầu tốc, có đảo chiều đầy đủ anh em nhá. Nhưng mà được cái là đầu của nó đầu ô tô nốc nhá. Đấy, đầu ô tô nốc kẹp 13 đầu ô tô nốc nhá. Đấy, dòng 800W anh em. Đấy, nó là 800W đây. Đấy, đắt 2022. Đấy, 800W điện 120 zin nhá. Đấy. 50 hạt. Đấy. Anh em nào quan tâm con khoan của Ryobi, giá này, này cũng đầy đủ full phụ kiện nhá. Đấy, giá nó rớt vào 850 nhá, bao ship tận nhà cho anh em. Còn con Ojito, đấy, con này là 710W anh em nhá. Đấy, cũng có điều tốc này, cũng có điều tốc, cũng có đảo chiều nhá. Đấy, thì con này có cả tay cầm, cũng đầy đủ tay cầm đấy, đầy đủ. Thì giá con này mà tay cầm đầy đủ full phụ kiện này, đấy, nó không có thùng thôi. Đấy, thì là giá của nó 700k anh em nhá. Đấy, đảm bảo dây đồng 100% cho anh em. Đấy. Khỏe cực kỳ luôn, cắt rất ok nhá. Mài khoan rất ok. Đấy, anh em nào quan tâm con ô chỉ tỏ nhắn tin chúng tôi. Rồi đây chuyển sang cái con phun sơn. Đây là con phun sơn điện. Đấy, của dòng Ojito. Công suất của nó là 400W điện 120. Đấy. Con này bình chứa 1 lít anh em nhá, bình chứa 1 lít. Đấy, rất là tiện cho anh em những người làm cái cửa sơn dầu, đấy, làm sơn dầu, làm cửa. Đấy, rất ok. Đấy, làm cửa sắt đấy.
với lại phun sơn nước dặm tường là bán ý tưởng cho anh em luôn, nó nhẹ nhàng. Đấy, con này thì hầu như là còn ơi đẹp nhá, thì nhìn nhá, máy nó đẹp, giá chỉ có 800k thôi nhá, 800k là ship đến nhà cho anh em rồi. Anh em nào quan tâm thì cứ nhắn tin giúp tôi. Còn cái con nhám rung đây là con nhám tròn nhá, nhám tròn rung của Ruby, con này 300W chứ. Đấy, con này có điều tốc anh em nhá, nhám tròn rung vừa quay vừa rung nhá anh em nhá, 300W. Anh em nào quan tâm con nhám này thì anh tin chúng tôi giá 650 nhá, 650. Máy tình trạng của rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Điện 220G anh em nhá. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi anh em nhá. Đấy, và đây chuyển sang cái con khò này. Đây là con khò điện nhá. Đây là con khò điện này, công suất của nó tới 2000W anh em nhá. Điện 220 của nó có hai cấp chỉnh này, hai cấp chỉnh cấp 1, cấp 2, và cái này là cái điều chỉnh gió. Con này nhiệt của nó tới 2000 600 độ C anh em nhá. Đây có đầy đủ này nhá. Đây có đi cái ổ sồi này và mấy cái phụ kiện kèm theo nó đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, đây này. Đầy đủ luôn anh em nhá. Giá của nó là 700k anh em nhá. 700k ship tận nhà anh em nhá. Anh em nào quan tâm khò nhiệt ô tô nhắn tin giúp tôi. Ở đây là cái con cắt đa năng nhá, cắt đa năng, con cắt đa năng của ô tô có thể công suất của nó 600W thì phải không, ừ, 600W anh em. Đấy, con này thì nó cắt gạch, cắt gỗ, cắt nhôm đều được anh em ạ nhá. Nó có ba loại lưỡi, lưỡi cắt gạch, cắt gỗ, cắt nhôm, đấy đều ok luôn. Đấy, anh em nào quan tâm con này nó phun phụ kiện nhá, có được cả ray, có cả ray trượt luôn. Đấy, thì anh em nào quan tâm thì giá tôi để anh em được cái bộ này nguyên bộ phun bộ này, cả ray trượt đầy đủ là 2 triệu nhá, 2 triệu bao ship tận nhà cho anh em nhá. Rồi đây cái con vừa đánh bóng vừa mài nhá, đây con vừa đánh bóng vừa mài của Ruby này, con này lưỡi 180 nhá, có được tốc nhá, này là vừa đánh bóng vừa mài nhá, ô tô nhá. Đánh bóng ô tô đây nó nói chung nó đầy đủ đồ, nhưng mà nó không có thùng thôi. Đấy, anh em nào quan tâm để cho anh em là 1.350.000 bao ship tận nhà, còn đánh bóng Ruby nhá, lưới 150 nhá, máy còn tình trạng còn đẹp, không phải xấu đâu, nó không thiếu thùng thôi. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi nhá. Rồi cái con đây con cắt con này là con cứ kiếm của Ojito nhá. Đấy, có hai lưỡi kèm theo nhá, lưỡi cắt gỗ và lưỡi cắt sắt nhá, cắt cành cây đấy. Đấy, con này thì còn rất khá đẹp, con này cũng suất 920W nhá anh em nhá, 920W, 920W điện 220 zin, nói chung là tình trạng máy còn rất đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp nha anh em nhá, như máy như mới ạ. Đấy, có điều tốc nhá, con này cắt anh em cắt sắt cắt đấy thì là ok. Đấy, nó có điều tốc để cắt rất là tiện cho anh em, rất dễ. Đấy, giá của con này đấy, có cả đôi kèm theo để cho anh em 850k nhá. Đấy, 850k kèm cho anh em sạc dự phòng, tặng em kèm dự phòng luôn. Anh em có quan tâm thì cứ nhắn tin chúng tôi nhá. Đấy, rồi chuyển sang cái con đục mũi 17 ly của full bo nhá. Đấy, đục mũi 17 ly của full bo này. Con này công suất của nó cũng là 1.850W anh em nhé. Đấy, điện 220 zin. Đấy, con này đầu dài nhé. Đấy, anh em nào quan tâm như con này này, tôi để cho anh em là giá chỉ có 2.4 triệu nhé. 2.4 triệu để ship tận nhà, anh em kiểm tra nhận hàng rồi nhé, cứ kiểm tra test ok, bảo hành như 3 tháng nhé. Đấy, con máy này này còn rất đẹp nhé, còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nó rất là tiện, mũi 17 có kèm cả 2 mũi luôn. Mũi là mũi xịn nhá, mũi xịn của nó anh em nhá, mũi rất là xịn luôn, cực kỳ tốt luôn. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi nhá. Và đây có cái con mài 2 lưỡi 230 của con Ojito này. Đấy, điện 220G, công suất của nó mà là 2.350W nhá. Đấy, đầy đủ full phụ kiện. Đấy, đầy đủ phụ kiện luôn, máy còn đẹp 95%.
Đấy, có cả lưỡi mài, có đá mài nó cắt đầy đủ nhá. Đấy thì cái tay cầm này là cái tầm xoay xoay ngang nhá. Cái này nút này để kéo xoay ngang của tay nhá. Đấy, đấy. Thì anh em nào quan tâm con máy mài 230 của Ojito. Đấy. Giá tôi để cho anh em là 1.050.000 nhá. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Kiểm tra nhận hàng anh em nhá. Đấy. Anh em quan tâm thì nhắn tin chúng tôi nhá. Còn cái dòng bơm bơm chìm của Ojito. Đấy, dòng bơm chìm của Ojito. Con này công suất của nó là 350W anh em nhá. 350W. Điện 120 zin. Máy hoạt động bình thường. 1 giờ của nó là tải bơm được 7.000 lít. Đấy. Con này nó chỉ tối thiểu của nó là nó hầu như là nó gọi là bơm ngang anh em nhá. Nó là bơm ngang. Đấy, 1 giờ của nó là 7.000 lít đấy, bơm ngang. Nên ống ra của nó là tối thiểu là từ 2732 nhá anh em nhá. Đấy, 34 chứ. 2734. Đấy, chứ anh em đừng nằm bóp nhỏ qua nó sẽ đè lại bởi vì nó là bơm ngang chứ không bơm đẩy. Cánh quạt là cánh quạt hở. Thế cái này nó bơm nước tưới hoặc là cái bơm bơm nước thải thì ok. Rất là tuyệt vời nhá. Đấy thì anh em quan tâm con bơm chìm của Ojito này. Giá 800k ship tận nhà nhá. Đấy, kiểm tra nhận hàng. Rồi cái đây là con bơm con này là bơm bơm nhựa bơm bơm cát đấy, và bơm máy này. Đấy, bên này bơm bơm nước cống rãnh hay thải cũng đều ok nhá, bởi vì cái ống này rất là to. Đấy, ống là ống 60. Đấy, nó là lưu lượng nước nó rất là mạnh luôn. Đấy, nó bơm rất là nhiều nước một giờ luôn. Đấy, cũng có phao. Đấy, phao là chống cạn anh em. Đấy, tự cắt. Thì giá con này anh em quan tâm con máy này. Đấy, thì tôi để cho anh em là giá 2.3 triệu. Đấy, ship tận nhà nhá. Đấy, bảo hành cho anh em sử dụng nhá. Còn cái con có hai con bơm áp này, của Ojito và Ryobi. À Ojito, hai bơm áp Ojito một loại có ngắt áp lại không ngắt áp nhá. Đấy, cái con Ojito này công suất của nó là 600W đây. Đấy, cái này là con này là không ngắt áp nhá. Đấy, không ngắt áp nhỏ gọn nhá. Nó còn đấm bơm con heo đây. Đấy. Ống của ra của nó cũng 34 anh em nhá. 2734 đều ok. Đấy. Giá con này 1 triệu nhá, 1 triệu bao ship tận nhà cho anh em, kiểm tra hàng nhận nhá. Đấy, ok nhận hàng. Còn cái con bơm áp Ojito loại 800W đây, con này là bơm đẩy cao nhá. Đấy, con này thì cũng đẩy cao 40m, con này 40m. Nhưng mà con này là có ngắt áp nhá. Đấy, cái bộ ngắt áp ở trên này, đấy, bộ điều khiển ngắt áp ở trên này. Đấy, con này loại dòng này rất là bền anh em, bền nhá. Đấy, anh em quan tâm con bơm này thì 1 giờ của nó là bơm được cũng bơm được 3.600 lít anh em. Đấy. 1 giờ 3.600 lít. Đấy, bơm đẩy cao được 40 lít, có chuyên lệ tự ngắt. Đấy, đầy bồn sẽ tự ngắt cho anh em. Mà có thể anh em nếu mà lắp trực tiếp vào vòi mở xịt thì nó chứ mở nước thì nó sẽ chạy nhá. Đấy, đảm bảo rất khỏe luôn. Đấy, con này ra ống từ 2734 nhá anh em nhá. Đấy, anh em có quan tâm để cho anh em con này là 1.350.000 ship tận nhà kiểm tra nhận hàng nhá. Và đây là cái con máy khoan khoan điện của Ojito phải 900W nhá. Đấy, máy tình trạng còn rất đẹp luôn, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, cực kỳ đẹp, dòng này cực kỳ nhẹ mà lại bền. Đấy, mũi của nó đây nhá, có 2 mũi đây, 3 mũi khoan và 2 mũi đục nhá, đầy đủ cho anh em. Có 3 mũi khoan và 2 mũi đục. Đấy, có mỡ vẫn còn nguyên nhá. Trước khi anh em được chốt tôi giao là tôi đã phải cho mỡ vào trong rồi. Đấy, anh em cứ về xài an tâm xài rồi thi thoảng kiểm tra xem nó hết mỡ thì bỏ cho nó nhá. Đấy, cho mỡ cho nó thì đảm nó rất bền, máy thì xài ok, cực kỳ bền nhá. Thì anh em quan tâm con này tôi để anh em giá 1.350.000 ship tận nhà kiểm tra nhận hàng nhá. Đấy. Còn cái con cắt rung. Đấy. Cái dòng cắt rung của Ojito. Đấy, đầy đủ phụ kiện như này. Đấy, con này loại này công suất 300W anh em nhá. Đấy, 300W. Đấy, có đầy đủ phụ kiện.
Đấy, đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ủi tức là ủi rễ này, cắt sắt này, cắt sắt cắt gỗ đều rồi này. Đấy, lưỡi mặt lưỡi mặt quẹt này. Đấy, lưỡi vòng bán quẹt này. Đấy, đây là còn cái tam giác này, mài này. Ví dụ như là mấy cái chỗ hàn anh em có thể dùng này mài nhá. Đấy, rất là cái này là tiện nhất cho mấy anh em mà làm kỹ nghệ. Ok, đấy, tiện nhất những anh em làm kỹ nghệ thì làm phần kỹ nghệ thì quá tuyệt vời nhá, đầy đủ phụ kiện này. Đấy, không thiếu cái gì nhá anh em. Đấy, thì giá con này là 550 anh em nhá. Đấy, 550. Anh em tới thì cứ test kiểm tra, ok nhận hàng nhá. Nói chung là những cái hàng mặt hàng nhỏ như này, anh em cứ chốt là tôi chuyển ship cho anh em kiểm tra nhận hàng nhá, không cần được nghỉ cọc. Còn cái mặt hàng nó lớn thì cái ký của nó là từ 7-8 ký trở lên thì anh em nó mất cọc rồi. Còn cái loại mà 5 ký trở xuống thì anh em cũng không cần phải cọc. Tôi sẽ ship cho anh em kiểm tra nhận hàng. Còn là mấy cái lọng. Đấy, lọng của Santa đây đều có đều tốc nhá. Công suất của nó là 600W. Công suất là 600W nhá. Đấy, lọng có đều tốc của Santa đây. Máy khi anh em chốt nhá, tôi giao cho anh em nó đầy đủ phụ kiện mà nó có cái hộp giấy luôn nhá, mới lưu. Đấy. Giá của nó là 1,2 triệu. Đấy, 1,2 triệu. Còn cái con IG này. Đấy, thì con IG này thì nó có 1,4 triệu, chúng ta ship tận nhà cho anh em có đều tốc chứ. Đấy, dòng IG rất bền anh em. Đấy, trâu bò lắm. Đây cái dây của nó anh em này, những cái dây điện thì cái giá trị thế nào đây, cực kỳ ok luôn. Rồi còn Ryobi dòng không có đều tốc này. Đấy, con này là 700 rưỡi nhá. Đấy, không đều tốc 750. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi. Con này có công suất của nó có 500W thôi. Ừ, con IG này là 600, con IG nó là 700W, nó mạnh hơn. Đấy, thì nói chung là những cái dòng lọng này thì tôi sẽ tặng cho anh em, có hai cái lưỡi, hai lưỡi kèm theo luôn. Đấy, anh em về thì chỉ việc cắm điện để sử dụng thôi nhá. Đấy, còn đây có hai cái dòng gọi là mài mũi khoan và mài dao kéo. Đấy, con mài dao kéo thì nó có cả cái chế độ mài mũi khoan luôn. Đây, đấy, cái mài mũi khoan thì ta muốn mài thì đây nó chỉ có một cái lưỡi thôi. Thì ta muốn chuyển đổi mài xong dao kéo thì ta chuyển đổi mũi khoan, thì tháo cái này ra chuyển cái qua lại nhá. Đấy, nó rất là dễ sử dụng anh em nhá, cực kỳ dễ sử dụng. Đấy, con này giá của con mài mũi khoan này cứ để cho em 850 thôi. Con này công suất của con này nó hơi nhỏ thôi, 650W, à 65W anh em, 65W. Điện nó xài rất là nhẹ điện. Điện 120 zin luôn nhá. Anh em nào quan tâm mài mũi khoan, dao kéo thì nhắn tin cho tôi. Còn con chuyên mũi khoan từ cái loại mũi từ 3 ly đến 12 ly nhá. Đấy, thì mài chuyên mài mũi khoan giá 800k. Đấy, 800k một máy. Còn cái loại nhám tăng thì nhám tăng Ojito. Đấy, có kèm giấy nhám cho anh em. Giấy nhám của nó là có giấy nhám, một mặt nhám của nó là 7,5 nhám nhá, 7,5. Đấy, nhám nói chung là thông dụng nhiều, rất là nhiều giấy nhám nhá. Chỗ nào có trên Shopee bán không thiếu gì. Đấy, còn anh em nó không lên Shopee mà hỏi mua thì cứ nhắn tin tôi nha. Bởi vì tôi không thiếu gì giấy nhám nhá. Đấy, dòng nhám tăng. Đấy, con này là công suất của 850W. Có đều tốc, hiện nay 120 zin. Thì một con này 650 là bao gồm cả phí ship kèm 3 tờ giấy nhám cho anh em nha. Còn cái con Ryobi công suất 800W, cũng điện 120 zin, có đều tốc từ 1 đến 6. Giấy nhám của nó cũng 7,5 xài chung với Ojito. Giấy nhám thì xài chung nhau. Con này nó có cái đế sắt nữa. Thì đầy đủ phụ kiện như này, giá của nó là 750. Đấy, tặng bạc kèm 3 tờ giấy nhám cho anh em nha. Đấy, 750 ship tận nhà. Đấy, cho anh em.
Còn đây là con cưa đĩa, cưa đĩa 185 điện. Điện công suất của nó là đi 1500W điện 220 V nhá. Đấy, tình trạng của máy thì rất ok, 95%. Giá con này để cho anh em là 1 triệu một con nhá, bao ship tận nhà. Kiểm tra nhận máy nhá. Còn con mài Yoshira lưới 100. Đấy. Con này bán chính hãng anh em nhá. Đấy, nó có cả tay cầm đầy đủ cho anh em, lưới 100. Con này công suất tới 900W được. Pin của nó tới 13.000 pin. Con này 900W này, lưới 100. Này xài rất ok, gọn nhẹ anh em nhá. Đấy, giá con này thì anh em nào quan tâm để cho anh em là giá 850. Đấy, 850 bao ship tận nhà cho anh em. Còn cái con Daewoo loại có điều tốc. Này con có điều tốc này, lưới 100 có điều tốc. Đấy. Suất 950W. Lưới 100, điện 220 V Daewoo nhá. Đấy, hàng chính hãng nhá. Đấy, bảo hành chính hãng của Daewoo. Thì anh em có quan tâm cái con này thì giá của nó là 1.35 triệu nhá. 1.35 triệu. Đấy, anh em cứ check cái mã này, nếu mà xem đúng mà bên tôi mà giá ok thì anh em chốt rồi, anh em chốt. Và nếu anh em thấy đắt thì anh em cứ check mã cho tôi kiểm tra. Đấy, bên kia họ bán rẻ, giá sao tôi bán cho anh em vậy nhá. Bởi vì đôi lúc cái này, đôi khi cái này hàng của nó là không có thời gian để check những kiểu có thay đổi này, giá tăng giảm nếu mà khuyến mãi bọn tôi không nắm được nhá. Anh em có quan tâm thì nhắn tin chúng tôi. Còn đây là con cũng đỡ watt nhưng mà công suất con này có 710W. Con này không điều tốc. Đấy, không điều tốc nhá, công tắc sau đuôi. Đấy, công tắc đít. Đấy, điện 220, 12.000 min, cứ 100. Đấy, giá con này của nó là 1 triệu nhá. Đấy, 1 triệu. 1 triệu con. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi. Đấy. Còn chuyển sang mấy cái máy hút bụi pin. Đây có hai cái dòng hút bụi pin. Thì một cái dòng hút bụi mà nó có đây đủ phụ kiện như này, đấy cũng có đây, bàn hút đây, đấy giữa tường hút góc đầy đủ. Cái này dòng này hút được cả xe hơi nhá, đấy, anh em có thể tháo sàn nhà hút xe hơi đầy đủ. Đấy, anh em có thể mua dòng này, mua cái máy này, đấy, anh em nó có pin sạc rồi mua này về hay là chưa pin thì mua cả pin sạc, thì về nó có thể vừa hút xe hơi vừa hút sàn nhà thì hút tường nhá. Đấy, hai chỉ cần hai cục pin thôi là anh em có thể hút được cả một cái nhà lớn. Thì giá của con này, đấy, một con này là cái con ở ngoài này là giá 2.5 triệu. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Còn cái con ở trong này là cái bàn hút, là bàn hút đôi. Đấy, của nó phụ kiện có thêm cả cái hút sofa này. Đấy, sofa nữa. Thì giá của con ở bên trong này thì chung là máy thì còn rất đẹp nhá. Máy rất đẹp, hạt giá bề thì hút cực mạnh luôn, thật rất là mạnh luôn anh em. Thì hút bụi con ở bên trong này giá của nó là để cho anh em là giá 2.9 triệu đi nhá. 2.9 triệu là báo ship tận nhà, kiểm tra nhận hàng bảo hành cho anh em xài nhá. Đấy. Còn chuyển sang mấy con cưa xích này. Đây là cưa xích dòng 18V đi em. Đấy, 18V. Nam xích của nó ok, rất đẹp. Đấy, nam dài 30, 12 in nhá. Thì con này anh em cũng quan tâm để anh em 1.4 triệu. Đấy, 1.4 triệu để anh em 1.350 đi nhá. 1.350. Đấy, bao ship cho anh em. Đấy. Còn cái con 36V này. Đấy. Những dòng không chổi than nhá, 36V nhá. Lam của nó dài 3.356 14 in. Đấy. Thì giá của này anh em có quan tâm để cho anh em là body 2.5 triệu nhá. 2.5 triệu bao ship tận nhà cho anh em. Đấy. Còn cái con mà lam dài 18 in thế này
đây dòng HB mạnh nhất của Ryobi này. Đấy, rất là mạnh, có đây cực kỳ nam của nó đây này. Xích dày cực kỳ bén anh, cực cắt cực ngọt luôn. Đấy thì con này rất vào 3,4 triệu, 3,4 triệu chứ nào. Đấy, không còn nhiều, còn mỗi con duy nhất thôi. Đấy, mấy con thì bán hết rồi, còn một con thôi. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhé. Còn cái dòng cưa xích điện thì cái đây là con Ojito này, lam dài 40, công suất là 2000W. Dòng cưa Ojito này đặc biệt cái thắng xịn của nó cực kỳ chuẩn anh em, an toàn, rất an toàn đấy, đảm bảo anh em cắt sẽ, cắt nó sẽ cảm nhận rất ok nhé. 2000W, giá của nó là 1,4 triệu đấy, 1,4 triệu một con. Còn cái con 1900W này, lam dài 35 đấy, con này thì giá 1,35 triệu nhé, 1,35 triệu bao ship tại nhà full phụ kiện nhé. Đấy, nam xích còn rất là bén luôn, mới luôn đấy, như mới. Còn cái con Ryobi này, đấy, con Ryobi thì cái lam của nó thì nó hơi hơi ấy đi em này, nó hơi chóc sơn, nói chung là còn rất zin của nó nhưng mà hơi chóc sơn cái lam thôi, thì giá 1,4 triệu đấy, nó hơi chóc sơn cái lam thì để em 1,4 triệu, công suất là 2300W, lam dài 40, còn cái chích điện Ryobi nhá. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhá. Còn chuyển sang cái đây thì cái con đục phun bo của loại đục lớn này. Đấy, con này thì con này thuộc dạng máy tự hạch. Đấy, con này có công tắc tự hạch, anh em chỉ cần bật bật công tắc là giữ máy là nó đục thôi. Đấy, giữ cho máy đục thôi, đầy đủ phụ kiện như này. Đấy, đầy đủ nhá, có cả tức là hai mũi đục, có đầy đủ luôn. Hai con máy con này rất đẹp luôn. Đấy, thì anh em có quan tâm thì con đục phun bo loại lớn này, này tự hành này, để cho anh em là giá đây nó rớt vào 3 triệu, bình thường là đoán 3,8 triệu, nhưng đây để 3,7 triệu cho anh em này, ship tận nhà cho anh em kiểm tra nhé, đầy đủ phun phụ kiện cho anh em. Điện 220G đây em ạ, đục rất khỏe luôn, loại cực anh em đục phá thì cực kỳ mạnh rồi nhá. Đấy, còn cái máy cắt cỏ này, đấy, còn máy cắt cỏ pin đây, còn một con Makita duy nhất đấy, 14V đấy anh em nhá. Đấy, máy Makita duy nhất 14V, dòng này cắt cực ngọt luôn anh em. Đấy, máy chạy siêu êm nhá, rất là êm, con Makita này 14V này. Đấy, rất là êm. Đấy, của nó có cái chế độ này, mở ở đây rồi xong là chỉnh cắt chậm, cắt mạnh, nhanh ở đây, điều chỉnh nút này. Đấy, có dây đeo đầy đủ cho anh em nhá, có lưỡi sắt nhá. Đấy, cắt ok. Đấy, cắt rất là ok luôn, giá của nó anh em là quan tâm nhá. Đấy, để cho anh em là giá 1,7 triệu một con, còn một con duy nhất đấy nhá, 1,7 triệu bao ship tại nhà cho anh em. Đấy, đảm bảo nếu cắt không ok không nhận hàng nhá, đảm bảo. Còn cái dòng HB này, con HB này loại cực kỳ là mạnh anh em. Đấy, cực kỳ mạnh này. Đấy, cắt bộ motor trên đầu này. Đấy, motor trên đầu. Đấy, con này thì cắt siêu mạnh, con này chỉ cắt siêu cước thôi nhá. Đấy, cắt vụt thì thôi rồi. Đấy, rất là mạnh luôn. Thì con dòng không chổi than HB như con Ryobi này. Đấy, anh em mà quan tâm thì để cho anh em là giá là 2 triệu cũng để cho anh em là giá 2,2 triệu để cho hai con nhá. 2,2 triệu. Còn cái con HB như thế này. Đấy. Thì giá con này là 1,000,000, anh em nào quan tâm để 1,9 triệu nhá. Máy bên tôi hầu như là máy còn đẹp nhá anh em, đẹp như gần như mới nhá anh em nhá. Gần như mới luôn chứ không phải là máy ấy nhá. Máy gần đẹp như mới đấy. Đấy. Tức là mới là 100% thì cái này cũng phải 98, 97, 98 nhá. Đấy, máy hơn như mới luôn. Đấy, còn con bút đét không thể than như vậy. Đấy, là 1,9 triệu một con. Đấy, anh em nào quan tâm là có dây đeo đầy đủ nhá, kiểm tra nhận hàng nhá. Đấy. Có dây đeo đầy đủ cho anh em, lưỡi đầy đủ phun phụ kiện. Đấy, còn cái con 18V kìa, 18V dòng HB. Đấy, con này thì được còn tay cầm ghi đông, tay cầm kiểu ghi đông xe này. Đấy, con này thì bộ mạch của nó ở đây. Có quạt làm mát mạch luôn. Đấy, cắt rất là bền, siêu bền. Đấy. Thì anh em quan tâm thì để cho anh em được giá 2,2 triệu. Đấy, con 18V này
Đấy, máy dòng HP cực kỳ mạnh. Còn con IG58V. Đấy, IG58V nhá. Anh em nào quan tâm để cho anh em giá 2 triệu rưỡi đấy. Đấy, 58V, 2 triệu rưỡi. Anh em nào cần pin sạc thì báo thôi nhá. Đấy. Máy của nó anh em để dây nó cắt lột cỏ anh em nhá. Đấy. Cắt rất mạnh luôn. Đấy, vụt anh em cảm đi. Ghi gớm luôn. Còn đây có dòng thang nha, có mấy dòng thang, loại thang rút đi. Đấy. Thang rút này loại 3m8 và loại 5m. 3m8 là 1.850.000. Đã dạ, bao gồm phí ship và con 5m thì giá 2.600.000 nhá. Đấy, 5m 2.600.000 bao gồm phí ship của cái chữ A này. Đấy. Còn con chữ A này. Đấy, dòng này nặng anh em nhá. Đấy. Con chữ A này cũng rồi khá nặng. Thì con này nó có cả cái chân chống lật luôn. Thì con này là cao của nó chữ A là 2m6. Mở dòng rãi của nó là nó là vào tới 5m2. Thì anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi. Còn cái con loại loại M này, thang chữ M này nhá. Đấy, thang chữ M 1.750.000. Đấy. Nó cao của nó cũng được 1m, nếu mà mở thẳng ra chữ A ra nó mở thẳng chữ A, vừa chữ A và chữ M được luôn. Đấy. Thì nó được cũng được 1m tới 1 được cũng cao, từ tôi cao 2m mấy người. Hơn 2m nếu mà chữ A. Cao lắm. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhá. Đấy, giá của nó 1.750.000 bao ship tận nhà cho anh em. Đấy. Còn dòng cái rửa xe. Dòng rửa xe. Rửa xe của Ryobi này. 1600W nhá. Đây 1600W này. Hết 1800 rồi. 1800 còn đời cũ thôi. Nhưng mà con dây súng lâu thôi nhá anh em. Đấy, con 1600W này là dây súng zin này. Dây của nó 6m. Đấy, súng của nó zin. Có bình bột tuyết đằng sau. Đấy, bình bột tuyết đằng sau nhá. Có đầy đủ luôn. Đấy, thì con này anh em nó quan tâm thì để cho anh em là giá nó 1 triệu, nhưng còn một con duy nhất này. Đấy. Giá để cho anh em là 1.850.000 đi nhá. Đấy, 1.850.000. Còn cái con 1.000 là con 1.400 này. Đấy, 1.400 này. Có hai đầu tia xịt nhá. Đấy, dây cũng dây súng dây của nó dây súng cũng 7m, dây được 6m rồi súng 1m là 7m. Đấy. Con này nó không có bình bột tuyết anh em nhé. Đấy, không bình bột tuyết đâu. Giá để anh em 1.650.000. 1.600.000 đi nhá. 1.600.000. Đó ship tại nhà cho anh em. Đấy, con Ojito này. Ojito cũng không, dòng này không bột tuyết anh em. Đấy. Dây súng cũng 6m. Dây súng 17m, cả súng là 17m. Đấy, là 1800W. Cũng máy tự hút nhá. Đấy, rất là mạnh luôn. Đấy, đầy đủ, có cả dây cấp nước cho anh em đầy đủ luôn. Đây chỉ việc chờ sử dụng thôi. Thì giá con này anh em có quan tâm ấy. Đấy, thì tôi để cho anh em là giá 1.550.000, ship tận nhà, kiểm tra nhận hàng nhá. Đấy. Còn cái con 1800W đời cũ này. Đấy. Giá để cho anh em 1.500.000. Đấy, 1.500.000. Đây, dây súng ngắn nhá. Đây, súng lô. Đây, có bình bột tuyết này. Dây 10m anh em nhá. Đây, trong này không tự hút nhá. Đấy. Bao ship tận nhà. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin giúp tôi. Còn cái con Arovi, loại dòng máy từ, đấy, không chổi than. 2000W nhá. Đấy. Nó máy của nó thì có những tất cả những đây. Phụ kiện đằng sau của nó là từ bình bột tuyết cho đến bàn trà sàn này. Đấy, có hai đầu tia xịt nhá. Hai đầu tia xịt súng đầy đủ luôn. Đấy, dây của nó dây 8m. Đấy, thì anh em nào quan tâm thì con 2000W dòng máy từ của Adobe. Đấy, có tên là đầu sứ, đầu tia xí luôn, sứ luôn. Đấy, xịt rất ok, bảo hành chính hãng. Giá của nó là 4.7 triệu nhá. 4.7 triệu. Là ship tận nhà, kiểm tra nhận hàng nhá.
cái chuyển qua cái dòng hút bụi này. Chúng còn cứ trượt thì cứ trượt 254 nó còn nó nói chung là nó thiếu kẹp gỗ anh em nhá. Thiếu kẹp gỗ. Và những cái cữ kia cữ dưới này là tôi nó cũng thiếu, tôi chế cái này giá để rẻ cho anh em. Anh em nào quan tâm những cái này nhưng mà tôi cắt vẫn còn ok nhá. Hoạt động máy trong motor vẫn zin nhá. Đấy. Cắt vẫn bình thường, hoạt động bình thường. Đấy, anh em nào quan tâm thì tôi để rẻ cho anh em nhá. Còn cái con nó 254 của dòng Santa đây thì giá của nó chính hãng. Đấy. Thì nó niêm yết rồi. Nên là anh em cần thì cứ nhắn tin hay là alo tôi để tôi tư vấn thêm. Đấy, còn cái dòng hút bụi. Hút bụi loại 20 lít của Ryobi, công suất là 1250W, điện 220 zin, vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Đấy, thì nó rất ok, máy có tình trạng rất đẹp luôn em. Rất là đẹp, chỉ không có vỏ thùng thôi, không có hộp giấy thôi. Máy còn rất là đẹp luôn. Đấy, có full phụ kiện. Giá của nó 1.700.000. Còn con ca chơ này này, này ca chơ này hàng mới lưu 100% này. Full thùng này. Đấy. Con này tôi quay được mẫu thôi anh em nhá. Đấy full thùng. Đấy con này là vận chuyển nó bị móc, chứ tôi quay được mẫu thôi anh em thôi. Đấy, anh em quan tâm thì cũng vừa hút vừa thổi nhá. Con này lọc thì nó không phải lọc khe ba mà con này lọc nó có vải. Đấy, cũng vừa hút vừa thổi. Ok. Công suất nó 1500W. Đấy, máy chạy trong thương hiệu ca chơi thì anh em biết rồi. Đấy. Thì giá của nó 2 triệu. Đấy, giá bao gồm cả phí ship cho anh em. Còn cái con Ojito máy cũng 20 lít Ojito, cũng điện 220 zin. Công suất 1250W. Đấy. Đầy đủ full phụ kiện, giá của con này anh em nào quan tâm ấy thì tôi để cho anh em là giá 1.500.000. Còn con ca chơi này gọi cũ để qua sử dụng này. Đấy. 1.500.000 thôi nhá. Đấy, 1.500.000 thôi. Vừa hút vừa thổi, tất cả ở đây đều như hút bụi, đều hút vừa thổi anh em nhá. Đấy, hút vừa thổi. Còn cái con 23 lít này. Đấy, con 23 lít này. 23 lít của dòng Santa đây. Điện 220. Đấy, bảo hành chính hãng. Đấy, con này công suất nó là 500HP, đầy đủ full phụ kiện cho anh em, cũng vừa hút vừa thổi luôn. Đấy, giá con này 1.750.000, ship tận nhà cho anh em nhá, thùng nhựa. Còn cái con Ojito loại 35 lít này, giá 1.950.000 nhá, 1.950.000. Đấy, tình hình là thùng cũng là thùng inox nhá. Đấy, di chuyển ok. Đấy, đầy đủ full phụ kiện luôn, vừa thổi hút. Đấy, giá của nó 1.900.000. Còn con Befet này, đấy, cũng vậy này, giá 1.950.000. Đấy, máy thùng inox rất là cứng, rất là cứng luôn em. Đấy, này, thùng rất là dày cứng luôn. Đấy, giá để cho anh em là 1.950.000 đấy, ship tận nhà. Còn cái con 30 lít này, của Ryobi này. Đấy, 30 lít nhá. Đấy, đây này. Ống inox nhá. Đầy đủ như này. Đấy, có dây mềm, cũng vừa thổi hút full phụ kiện luôn. Đấy, giá con này để anh em 2.200.000. Bao ship tận nhà. Còn con 30 lít của Santa đây. Em nghe máy kìa. Đấy. Santa đây. Công suất của nó cũng 5.5HP. Đấy, điện 220 zin. Nha. Giá của nó là 2.750.000 nhá. Đấy, ship tận nhà cho anh em. Đấy, 2.750.000 dòng bảo hành chính hãng nhá. Đấy. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhá. Đấy, còn con 30 lít của dòng Santa đây này. Đấy, trong này trong thùng nhựa này mà chống va đập nhá. Đấy, giá của con này để cho anh em là 3 triệu nhá. 3 triệu. Dòng này rất là cứng luôn. Đấy. Dòng này nó hút gọi là hút công nghiệp anh em nhá. Đấy, hút công nghiệp, ống rất to. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin giúp tôi nhá. Còn cái dòng rửa xe từ này, dòng rửa xe từ xe đẩy này. Đấy, thì nó có hai loại. Đấy, một loại này để cho anh em là 4 triệu, tức là nói chung là máy là hầu như tự ngắt anh em nhá. Đấy, tự ngắt cho anh em. Đấy. Thì giá một đồng 4.700.000, một đồng 5.200.000. Con đầy đủ full phụ kiện cho anh em. Dây đều dài là của nó là 10 mét nhá. Đấy. Dòng máy từ nhá, xe đẩy. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhá. Đấy.
Còn cái loại khoan đất thì anh em nó có nhu cầu khoan đất nhá. Đây, có hai dòng, dòng Hotline và Ruby, nó cao như nhau anh em nhá. Đây, mũi được cao như nhau, công suất là của nó là 42cc và 40cc. Đấy, giá một đằng triệu 3 triệu đồng, 3 triệu 3. Đấy, thì một đằng là 3 triệu rưỡi. Thì anh em muốn chọn nào chọn nhá. Đấy, mũi đều bằng nhau hết nhá. Đấy, thì chạy xăng 2 thì dòng khoan đất. Máy cưa xích rất nhiều, cưa xích xăng. Đấy, rồi máy phát điện. Đấy, máy phát điện 6000W đây. Con này cực khỏe luôn nha anh em nhá. Dòng này dùng chạy cho dùng cho phương Đông nhá. Đấy, máy phát điện này dùng cho phương Đông. Chạy cực khỏe luôn, kéo tải rất là ok luôn. Đấy, anh em là làm quán nhậu thì con này tải ok nhá. Rất là tuyệt vời luôn, rất là khỏe. Giá con này thì để cho em 15.500.000, bao ship tận nhà thì được cha nhận hàng nhá. Máy bao zin, bao khỏe nhá. Đấy. Còn cái con bào cuốn của Ojito nhá. Bào cuốn Ojito. Đấy, công suất 2000W anh em nhá. Đấy. Đầy đủ full phụ kiện còn rất đẹp luôn. Đấy, anh em nào quan tâm ấy thì giá để cho anh em là 5 triệu bao ship tận nhà nhá. Đấy. Máy rất là máy còn ok anh em nhá. Rất là khỏe luôn. Công suất rất lớn. Đấy. Còn cái con cưa trượt này 305 này. Đấy, nó thiếu con này nó thiếu đồ. Đấy, anh em nào quan tâm ấy, nếu mà quan tâm thì nó thiếu đồ thì để báo ấy cho tôi thương lượng giá nhá. Đấy, nó thiếu đồ. Đồng cư trật 305. Còn máy phát điện của Ojito nhá. Đấy, 4.2 triệu, công suất là 2000W anh em nhá. Anh em nên nhớ nhá. Anh em nếu mà chốt con này á thì cần thiết thì để tôi sẽ tư vấn chi tiết cho anh em sử dụng nhá. Đừng như cái khách hôm nay xài của nó công suất của nó có 2000W mà dòng dòng chạy điện tử. Nhưng mà tơ tiết kiệm xăng mà lại còn không bật chế độ tiết kiệm nguyên liệu và ăn nguyên liệu để khi tải này, tải của nó tối thiểu có 2000W thôi mà anh ấy dám lấy một cái khò cái sấy tóc của anh ấy 2000W đây ra, anh test máy, anh kiểm tra, anh test một cái mà một khi mà nó đề lên nó tới 2000+ W máy đây này, rồi anh bảo nó bị báo lỗi rồi nãy anh ấy không lấy hàng. Cái anh ấy, người lớn mà học cao thấy người cũng làm công ty, cuối cùng sử dụng chả biết sử dụng mẹ gì, cuối cùng là làm hư mất cái máy của tôi. Đấy, không nhận hàng. Đấy, nên là sử dụng không biết thì thể hỏi người ta để người ta chỉ cho. Đấy, trong này nó phải cho tải từ từ chứ, đâu có phải tải một biến một cái là nó kéo. Anh còn anh tải nên một lúc chỉ tối thiểu chỉ 1500W là nó mới tải được chứ. Còn một cái tải tới 2000W đường một cái máy thì sao mà công suất thì sao mà nó dòng im mà tôi tiết kiệm điện. Nên là buôn bán anh em thông cảm. Đây mua được phải có gì cần thiết hỏi thì tôi chỉ cho. Chứ buôn bán tôi chẳng đợi bao nhiêu cả, cuối cùng làm tôi hư một cái máy mấy triệu bạc. Rồi là không nhận hàng còn. Đấy, con Ojito thì có 4.2 triệu nhá. Đấy, bao ship tại nhà anh em kiểm tra đảm bảo tự cần tôi hướng dẫn cho anh em sử dụng nhá. Đấy. Máy của tôi đảm bảo 2000W là đảm bảo tải của nó tối tải khi tải hết tải là cho chỉ được vào đấy nhá. Đề máy là nên vào đấy xong rồi phải trả lại, bình thường nó chỉ chạy được 1800 là đều như vậy thôi chứ không có chạy liên tục 2000. Đấy, nói rõ cho anh em biết. Đấy. Còn cái con 2500 này. Đấy, dòng này thì nó chạy nó dòng poker. Đấy chứ không phải bo điện tử thì nó chạy ổn hơn con kia một xíu. Nhưng mà đảm nó rất khỏe. Đấy, kéo gì vô tư luôn. Đấy. Nó rất là khỏe luôn. Thì dòng này thì nó có cái đặc biệt là có 2500, nó tải lên 2500 nhưng mà chạy đều của nó là được 2000W này. Đấy, chạy đều liên tục. Cứ liên tục là đều 2000, nó đề lên 2500 nhá. Kéo đề nên có thể tải 2500. Đấy, giá con này nó 6.3 triệu nhá. Máy còn tình trạng rất đẹp luôn. Đấy, bao ship từ nhà cho em. Đấy, còn con cách âm này dòng chạy xăng 1600-2000. Đấy, máy tình trạng chỉ còn 90% nha, máy zin. Đấy, là con này thì để cho anh em 8.5 triệu. Đấy, nó dòng riêng dòng Ruby nhá và nội địa Úc nha, chạy rất tiết kiệm xăng nha. Nhưng con 2000
rưỡi này, một giờ của nó chỉ chạy là 0.6 lít thôi nhá. Chứ không phải là 0.6 đấy, nhiều người thì hỏi là 6 lít cơ. Một giờ không phải. Nó chỉ có 0.6 lít, tức là nó là trên giảm nửa lít thôi. Đấy, nó sẽ rất tiết kiệm xăng. Đấy, anh em lưu huyện thì nhiều về đấy, chứ không nói 0.6 thì tưởng cứ 6 lít thì lúc nó không ấy cho lắm nhá. Anh em lưu vậy nhá. Còn nói chung là máy nén khí cũng rất là nhiều. Thì anh em mà cần cái loại nén khí nào 50 lít này, đây, dòng không dầu này, gọi khí sạch đấy, 24 lít không dầu, 24 lít có dầu này, đấy, và 36 lít có dầu này, 30 lít không dầu này, đấy, và dòng 50 lít không dầu này. Đấy, anh em có quan tâm những máy nào thì cứ nhắn tin cho tôi nhá, đấy, hỏi nhu cầu gì, loại nào tôi chụp chi tiết cho anh em tư vấn. Nói chung video nó cũng dài nên là tôi chỉ quay sơ cho anh em vậy. Đấy, còn cái dòng cắt sắt thì có rất nhiều, thì video trước nói cho anh em, đấy, anh em có thể tìm được thêm nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu những cái máy gì thì anh em cứ vào xem rồi có thể chốt được cái nào có chụp màn hình gửi giúp tôi nhá anh em nhá. Đấy, anh em nhớ vào chấm cho cái like anh em nhá, ủng hộ kênh bên shop ấy. Đấy, cảm ơn tất cả anh em đã vào tham khảo nhá, bên Hưng Thịnh chúng tôi và ủng hộ cùng đồng hành bên Hưng Thịnh tôi nhá. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.